Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Hôm nay mình sẽ đi support và để minh chứng khẳng định cho tất cả các bạn support nó quan trọng đến cái mức độ nhường nào, thì xin mời các bạn hãy xem từ đầu đến cuối clip này. Các bạn sẽ biết được rằng support nó cực kỳ kinh dị như thế nào. Không còn cái câu chuyện support đi ke ke với xà thù nữa, và chúng ta sẽ là một vị trí đi rừng thứ hai của team. Đặc biệt rằng nếu support này thọt thì sẽ không có vấn đề gì hết, bởi vì vốn gì rằng Richter này sẽ chơi theo cái giai đoạn là đi phá đám team địch là chủ yếu. Còn nếu mà gây sát thương thì là cái điều càng tốt. Vừa rồi các bạn thấy mình chọc chứa 1-2 lần cực kỳ nhanh. Đúng rồi các bạn, là Richter phiên bản này thì chọc được 2 lần chứa 1 rất là nhanh liên tiếp các bạn nhé. Cho nên rằng cái lợi thế của Richter thì các bạn nên biết rồi. Nó khi vào bùi thì nó sẽ được chập hất tung. Đó là cái combo đáng sợ nhất của Richter các bạn nhé. Đó là cách hoạt động chứa một Richter. Và chúng ta hoàn toàn sử dụng chứa một là cái nguồn sát thương chính và khống chế cứng chính của vị tướng Richter này. Cho nên đi vào bùi sẽ là cái bộ combo 80% chúng ta sẽ dùng xuyên suốt cả một trận đấu. Tiếp theo đó là còn khi chúng ta đi vô sông với bùi đi vô sa mạc ấy, gọi là có 3 nền tảng mà, bùi, sông và sa mạc, gọi là đất đi, nền đất, thì sẽ có 3 cái trạng thái khác nhau. Một là chọc dài, hai là kiểu chọc, nói chung là hai cái con lại thì chọc, chỉ là chọc dài thôi, và nó sẽ không gây cái khổng chế cứng. Cho nên đúng là rằng chúng ta sẽ xuyên suốt 80% sẽ sử dụng cái chiêu 1 ở trong cái bùi thì nó sẽ được tốt hơn, để gây khổng chế tốt hơn. Còn tiếp theo cái chiêu 2 của Richter, chiêu 2 này thì 70% chúng ta sẽ dùng để làm gì ạ? Để né skill của đối phương thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ dùng để gây sát thương theo những tình huống. Đây, cái phá vào đôi thì mình sẽ không ăn được ngủ không, cho nên mình sẽ không gây đáng làm gì cả. Và chủ yếu rằng ngoài cái việc đi khánh ra thì cái việc Richter và đặc biệt support lấy tầm nhìn cho đồng đội rất là quan trọng các bạn nhé. Cho nên ngoài cái việc mình không phải khi nào cũng cái kè một đường đâu, mà mình sẽ đứng ở giữa sống hoặc di chuyển ở đường mid để có thể lấy cái size của đồng đội cho đồng đội mình. Đây, cái pha này từ từ bình tĩnh, mình thấy nó lao bao bùi rồi. Để từ kiểu gì mà chặt ra đấy, kiểu gì chặt ra đó. Rồi một chập rồi, tiếp theo chập hai. Ôi xịt anh em ơi, đẩy khổ thế cơ chứ. Rồi đường nào có mạng sao hết. Rồi mình sẽ nấp ở cái bùi này tiếp. Đây đứng im này, thằng kiểu gì mà có hàng. Rồi thêm một mạng là ngon lành chưa. Đấy các bạn, cái cách chơi của mình nó cực kỳ là đơn giản luôn, không phải là cứ thấy đánh nhau, ôi đánh nhau mình phải lao vào thôi. Không, bình tĩnh. Quan trọng nhất hết là các bạn phải phán đoán tình huống. Các bạn là một người đi rừng, cái việc phán đoán tình huống di chuyển của đối phương là cực kỳ quan trọng. Và mình đã nói các bạn tất cả các vị tướng đi rừng rồi, khi các bạn đi rừng thì cái việc nắm bắt cái di chuyển của thằng rừng tím địch là một điều tất yếu, các bạn bắt buộc phải chơi. Còn CP cũng như vậy, support là một cái vị trí rất quan trọng, nó bắt buộc phải nắm bắt toàn bộ cái sự di chuyển của team địch để chúng ta thứ nhất là đừng nhìn thấy sai, thứ hai chúng ta có thể là ké mục tiêu tốt nhất. Và trong trận đấu này thì mình sẽ chơi Richter theo thiên hướng là rừng hái của team, thì mình ngoài cái việc mình lấy tầm nhìn cho team của mình ra thì mình sẽ là góp một cái phần cống chủ đạo của team mình. Đấy, đường trên SU sẽ 1-2 chuyển bình thường thôi, với cái tầm bắn sáng của nó thì cái việc sẽ cống sở. Đây mình sẽ di chuyển rồi nắp. Thằng Alice nha, chơi luôn Alice này, khi nào có hất tung này rồi. Hất tung, từ từ, bình tĩnh, rồi, chạy ra bắt hất tung, đấy, thêm bắt nữa, đấy. Ra đi một em, ok chưa, chiếu 2, đấy, có đám. Một mảng ngon lành chưa các bạn, đấy, rất đơn giản các bạn nhá. Ui, cái gì sao mà giết được mình vậy. Hiện tại thì team ăn được 5 mảng và mình có 4 mảng trong team rồi, đấy. Cho nên thực sự là không phải cái pha này, thực sự các bạn nhìn thấy, các bạn về ấy, mình không hề KS đâu các bạn nhá. Toàn những cái mảng mình gọi là ăn cứ một mình đấy.
không có cái hỗ trợ tím nữa nè. Đấy, nhờ vào cái sự di chuyển thốn minh của mình đó các bạn. Rồi, tiếp tục. Cái than em cần lấy nội tài đó. Rồi, chập một, từ từ bình tĩnh. Chờ nó hồi chưa một nha. Rồi, hết cái kiếm rồi, chập, chập thêm hai cái té đấy. Các bạn. Tốc biến vào đủ đám. Các bạn có thể thấy rằng là Richter phiên bản bên này nó có thể chập hai lần liên tiếp cực kỳ nhanh. Cho nên đây là một cái lợi thế rất tốt. Cái vừa rồi thì mình sử dụng cái combo chập chập thằng mid nó xong tiếp tục chập luôn thằng hai giá té. Đấy gây cái khống chế thêm thằng hai giá té nữa. Những cái phá này mình giết được thằng hai giá té đấy. Rất là đơn giản các bạn nhé. Rồi. Richter thì xuyên suốt từ đầu trận đấu đến giờ thì mình đã ăn được 6 mạng và mình di chuyển hầu như đường nào di chuyển. Còn thằng rừng của team mình như nào ạ? Nó rất là nhàn hạ các bạn nhé. Hầu như không cần phải đi gánh nhiều, nó chỉ việc farm, ăn mục tiêu, ăn con cua, con dơi rất đơn giản các bạn. Đấy, chả phải làm gì nhiều. Cho nên trận đấu này mình đã nói rồi, đây là một vị trí đi đường thứ hai của team. Đương nhiên rằng nếu các bạn pick những vị tướng như vậy, rồi từ cái phá này, một chọc, từ bình tĩnh, chọc thứ hai, rồi chạy đấu ăn xấu, chạy đấu. Tốt ăn nè, hay quá các bạn. Đấy, cứ đơn giản như vậy thôi, vừa có tầm nhìn cho team mà vừa gây cái sự khó chịu. Khi các bạn cầm Richter đi support thế này ấy, mình không cần các bạn sánh đâu, mà chỉ cần các bạn gây khó dễ với team địch càng nhiều. Từ từ đây, rồi chập lá lên chập, rồi chạy đâu con phát nửa chiêu hai, ôi không đủ đám anh em lui một chút. Đấy, không cần thiết các bạn sẽ đánh sánh như thế này. Đây là clip mình chỉ minh chứng các bạn rằng cái tầm quan trọng của một vị tướng support khi các bạn cầm những vị tướng đấu sĩ như Richter thì nó sẽ khó chịu như thế nào thôi. Còn nếu các bạn chơi thuần CP như là Payna hay là như những vị tướng mà chỉ ke và xạ thủ ấy, thì khuyến các bạn không nên đứng lại đương xạ thủ mà chúng ta sẽ di chuyển bao map như thế này. Mặc dù nếu chơi những vị tướng Payna không cơ động như Richter thì các bạn không cần phải lên đường kinh công đâu. Các bạn chỉ cần đảo mid và di chuyển đường mid và lấy sai tầm mid đường rồng cho team chơi là được. Các bạn không được đứng ý một chỗ như cái thằng Alice ke cái thằng hai cái té như vậy. Làm được gì đâu, làm được gì, 2v1 thật đấy, nhưng có làm được gì thằng Esu mình đâu, không bao giờ làm. Và đặc biệt là một cái chết người ở đấy ấy, khi tất cả các bạn đương rồng 2v1 ấy mà không đè được nó ấy, thì các bạn tỷ lệ bị phản gạch rất rất là cao và dẫn đến thua trận cực cực kỳ cao luôn. Các bạn hãy nhớ nhá, cái chết người là như vậy. Cho nên rằng khi bạn nào muốn chơi CP có clip này, các bạn hãy nhớ cho cương lao này, không được đứng ke với xạ thủ như bản Alice, mà thay vì đó hãy di chuyển cùng với lưng hoặc mid để chúng ta được xuyên suốt gánh cái đường này đường kia, hoặc có mặt đánh nhau xuyên suốt trong đầu trận đấu để có lời thế cho team mình. Hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Đấy, cái trận đấu này mình di chuyển best lên, mình không thật sự các bạn, ôi anh cứ là di chuyển hay thế, mình biết cái má gì đâu các bạn, cứ rửa ma đi thôi chứ các bạn, cứ xách ba lô lên mà đi và cứ xách. Ôi thằng này chẹt rồi, tốc biến quá luôn tao. Ôi rồi không đủ đám rồi, thôi chim cút chập vào quái phát ra, chập ra tường này đấy. Để các bạn bình tĩnh nhá, đấy phải hết sức bình tĩnh những cái phá này đấy. Các bạn phải nhánh ngay cái phá đấy, nhớ cái phá này các bạn bẩn loạn và các bạn nhảy không dính quái á, các bạn đập vào đối tượng là chết luôn. Rồi chập một chập thêm chập nữa đấy, các bạn phải easy chưa, rất đơn giản các bạn nhé. Đấy cứ nấp những cái bùi đấy, cứ chết người rất là khó chịu đấy. Chơi rất đơn giản các bạn ạ. Richter khi các bạn cầm mình không cần các bạn phải sánh như cương lao đâu, mà các bạn chỉ cần gây cái sự khó chịu, các bạn sẽ khiến thằng AD nó không giảm bắn thoải mái, bắn một cách kiểu rất là tỉ mỉ, bắn một cách kiểu cảm giác nó rất là lõ sở, kiểu khi một xạ thủ bắn kiểu lõ sở thì cái lượng đám nó gây ra không bao giờ triệt để được. Đấy, chỉ cần các bạn gây phá hoại phá phách cho mình, clip này mình sánh, mình lên đám luôn, mình sẽ là công chính của team. Cho nên là nếu clip sau các bạn không được sách thì lên cho mình bureau tank các bạn nhé, hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Đấy, thằng Kera game này rất là nhàn luôn, bởi vì hầu như là mình làm hết rồi, đi gánh ở đâu là có mặt mình thôi. Kera gì việc đi farm đấy, đi farm được có cái lượng đô thật mạnh để chơi late game. Nếu mà về giai đoạn sau mình bị quắng game thì thằng Kera là sẽ gánh đấy các bạn, thấy chưa? Một cái đường support nó đánh đổi kiểu cảm giác như là nó bị mất thì nó chả ảnh hưởng gì đến ai cả các bạn ạ. Không ảnh hưởng nhiều, có ảnh hưởng đấy nhưng không ảnh hưởng nhiều, các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Đấy, còn nếu các bạn đi rừng mà thọt ấy thì ảnh hưởng trực tiếp đến team các bạn luôn. Đấy, cho nên đây là vị trí support nó rất là quan trọng trong một trận đấu, bất kể trong giải đấu chuyên nghiệp thì nó càng quan trọng hơn support các bạn nhé. Support nó rất quan trọng, cho nên là những bạn nào mà đang còn kiểu cảm giác suốt ngày chửi support, suốt ngày chửi CP thì các bạn hãy nhìn clip này và đánh giá lại cái đường support rất là quan trọng anh em nhé, hãy nhớ mình điều đấy. Rồi lao, ôi dồi, rồi chiều hai đủ đám, lùi đám, ôi trời ơi,
Mẹ bạn dùng chiêu hái bẩn loạn gọi rồi phá này xin là xin vĩnh biệt cụ. Đấy, nó bật DZ. Cái phá này mình quăng game một chút. Đấy, khi bản thân mình sánh rồi thì mình kiểu cảm giác đánh rất là kiểu phiếu theo gió các bạn. Cái phá này bị tù nó đám không tật phát nào các bạn, không nẻ được cái phá nào luôn. Đấy. Rồi, chung quy là trận đấu thì thực sự là Richter thì bản thân của mình ấy hầu như di chuyển theo map các bạn nhé. Theo cái bản đồ con ấy, mình không có một trận đấu nào di chuyển theo cố định là phải đi xuống đường rồng rồi phải xuống đường mid rồi phải xuống đường này đâu, mà mình di chuyển tất cả những trận đấu của mình đều phụ thuộc nhìn vào bản đồ con. Như mình đã nói ở bất kỳ những clip nào rồi, khi mình chơi một trận đấu trừ khi có mắt đánh nhau thì mình phải nhìn màn hình chính, còn tất cả cái sự di chuyển của mình hầu như 90% cái mắt của mình ấy là để trên bản đồ con, gọi là mắt lẻ các bạn nhá. Đấy, chơi cái này người ta gọi lúc nào vui vui một chút là mắt lẻ. Đấy, chơi là phải mắt lẻ. Đấy, các bạn di chuyển đấy, nhưng mà cái mắt của mình các bạn nhìn này. Đấy, mình đi như này thôi. Cái mắt của mình để trên bản đồ con á, chẳng có chuyện là để màn hình chỉnh nó. Những cái pha này thì mình phải để màn hình chỉnh này. Rồi, tiếp tục luôn, có thêm thằng màn này tiếp. Rồi, từ, cái gì đấy. Ủa, ôi, nổi sọc mình rồi, chiếu 1, rồi chiếu 2, nè, đấy, pha này nè, đám trù đấy. Thích cho tao sọc luôn là Alice ạ, đấy. Cho nên hãy nhớ cho mình điều đấy, không có một cái trận đấu nó di chuyển cố định mà thay vì đó các bạn phải di chuyển bóng đội. Ôi trời ơi, thằng này nấp vào trong mắt này, ôi ơi chào, rồi chữa một sốc chứ. Nó ngón lạch cành nào như thế chứ anh em. Đấy, rồi chỉ cần các bạn hãy nhớ cho mình một điều thôi, 80% thì các bạn sẽ sử dụng chữa một ở trong bụi cỏ các bạn nhé. Trong bụi cỏ thì sẽ gây được cái hiệu ứng đề phướng. Còn chiêu 2 của Richter thì các bạn hãy nhớ rồi, chiêu 2 thì 70% chúng ta chỉ dùng để né skill hoặc là để né đám của trù hoặc là của sát thương thôi. Còn 30% còn lại thì các bạn sẽ dồn đám vào mục tiêu. Đấy, hãy nhớ như mình nhiều đấy. Còn chiêu 3 thì khi các bạn dồn bất kể một vị tướng nào thì chiêu 3 luôn luôn bật sẵn đấy. Đấy, hãy nhớ như mình nhé. Đấy, cái combo, cách chơi Richter đơn giản thôi. Đấy, cho nên là clip này các bạn thấy cái tâm quan trọng của Richter cực kỳ, nói chung là Richter nổi riêng và support nói chung cực kỳ quan trọng trong một trận đấu nhé. Cho nên các bạn hãy thay đổi định kiến về support, đừng có khinh thương support các bạn ạ. Cứ nghĩ support như vậy thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng trong một trận đấu đấy. Đấy, và hy vọng các bạn nào chơi CP thì các bạn hãy chơi theo cách di chuyển nhiều, đừng ngồi đứng với thằng xà thù nữa. Rồi ơi, mua 221 chuẩn mua 221 chuẩn bị 22 rồi đến nơi rồi, mà anh em nào chơi CP mà cứ ốm cái thằng xà thù như vậy thì rất là bị mất cái lợi thế các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn hy vọng xem cái clip này hãy thay đổi cái khái niệm, quan niệm khi các bạn chơi support nhé. Rồi, và bây giờ thì chỉ còn chắc một cái pha có mắt cuối cùng nữa thì mình xin các bạn hãy cảm nhận những cái pha có mắt cuối này. Những cái pha có mắt cuối của mình toàn hay đấy, cho nên mình tập trung để mà cho các bạn chơi cảm nhận nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã nhiều, tất cả các bạn ấy mà yêu, bye bye. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.